đường cũng không có. Đại diện cho ngành nào đây? Làm gì lạ lắm vậy nè? À, làm gì lạ lắm không? À, đầu bếp chánh đấy hả? Chánh à? Rồi, muốn gì đây? Muốn gỏi gì đây? Có con dừa hả? Dạ, gỏi con dừa. Trộn với gì? Dạ, trộn với tiếng vô, với củ cải đỏ. Món gì nữa? Dạ, món cơm. À, món gì đây? Dở đây.